Toàn xin trân trọng kính chào các anh chị và các bạn. Sáng nay mình Toàn đi bộ tại bãi tắm của Sầm Sơn ở Thanh Hóa. Và trên bãi biển này thì mình Toàn đi cũng gặp một cái gọi là cái lâu đài như thế này. Và bây giờ lại tiếp theo gặp một lâu đài như thế này nữa. Đấy, người ta xây dựng những cái lâu đài bằng cát để cho các bạn về đây tham quan chụp ảnh. Rất là đẹp luôn. Lúc này mình Toàn có một cái video về rất là kỹ về lâu đài này rồi. Cái lâu đài này phải nói là đấy, xây dựng rất là công phu luôn. Và cái này thì được xây dựng bằng bởi các cái thanh gỗ này và cát như thế này. Đây là đồ nghề để làm cái lâu đài này. Và hình như là bác này, bác là làm lâu đài sao? Bác làm cái lâu đài này rồi bác? À, chung phải bác làm à? Chắc là họ làm để chụp ảnh bác nhỉ? Nhà đẹp nhỉ? Vào chơi lâu đài con. Đó, chào bác nhé. Đấy. Rất là trên bãi biển Sầm Sơn, một cái điều đặc biệt là thấy các cái làm các lâu đài đấy, chứ còn ở một số bãi biển khác mình Toàn đi, ví dụ biển Đà Nẵng hay biển Bãi Cháy thì mình Toàn không thấy làm xây dựng các cái lâu đài như thế đâu. Ở đây trên bãi biển này là mình Toàn thấy cái lâu đài đấy, lâu đài thứ hai rồi. Trước mặt chúng ta sẽ có một cái lâu đài nữa. Đây, không biết là lâu đài này thì gồm cái kiểu cách như thế nào. Thấy mỗi lâu đài có một cái phong cách xây dựng khác nhau ha. Như anh chị và các bạn chắc cũng sẽ nghĩ ra làm sao mà họ cất công xây dựng như thế này. Bởi vì họ xây dựng như thế này để cho các em về đấy chụp ảnh, và người ta sẽ chụp ảnh lấy tiền. Rất là đẹp luôn. Đây là cái thứ ba. Cái thứ ba đẹp anh nhỉ. Cái này xây anh xây mất 2 tiếng rồi. Kéo tay. Bay á? Bay em trên á? Em trên flycam. Cái này là quay đi nó trông rung luôn. Trông rung đúng không? Vâng, em đang quay. Cái là đi nó không đi rung lắc á. À, quay xong đánh mẹ luôn. Không, cái này quay xong cũng phải vào thao tác như mình dùng máy bình thường thôi. Cái này nó chỉ hỗ trợ là trông rung thôi. Đi mình đi lại như này video nó không bị giật. Này là quay làm phim luôn. Vâng, quay làm phim luôn, làm YouTube. Đúng rồi. Bà Tâm xin chào các cháu. À đúng rồi đấy. Đúng rồi anh. Cái này có được hết ngày không anh? Khoảng nắng lên là nó cát xuống này. Làm giờ cũng chưa là nghỉ rồi. Đấy. Đâu? Rồi, cảm ơn anh nhé. Chào anh nhé. Đẹp tính nhỉ. Đây. Đấy. Cái này là cái thứ ba rồi anh chị và bạn. Và vừa rồi thì anh chụp ảnh anh cũng có cầm cái tay cầm chống rung của Minh Toàn để anh xem, nên là anh cũng
cái anh mà đắp cái cát ấy, anh cũng xem. Nên anh quay một số cái đoạn mà chắc là nó cũng bị rung. Đây, các em nhỏ về với Sầm Sơn thì hay làm như thế này. Sao không nằm dưới nước cho mát? Nằm trên bờ nóng ấy. Hả? Không. Mà mỏi sâu sâu chứ nằm trên cạn đấy. Tức là đào sâu 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 xuống rồi hắn nằm ấy. Cái nằm đi mát mà. Đắp cái này mất lâu không? Mấy chị em đắp lâu không? À. Và anh à. nhưng mà trên này thì khó lấy cát, nó có nước dưới kia thì dễ lấy hơn. Chỉ còn trên này khó lấy cát. Đắp gì kia? Mà cái bên trên giống cái bên dưới sao làm cục như ba trái đây. Nắng rồi, bây giờ nằm ở đấy là nắng rồi. Ôi, dạ man thấp cả cái gì á? Thôi xuống tắm đi em ơi, không thì nằm đến nắng lắm ấy, xuống tắm đi. Chữ gì đây em gái, em biết chữ gì á? Lan Anh à?
Đấy, chữ gì đây? À, L A N M. Video này Minh Toàn xin phép dừng ở đây. Nếu anh chị và các bạn muốn xem các video mới về biển, những video thú vị về biển, bãi cát tại biển, thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí. Và nếu mà anh chị mà nhấn vào biểu tượng cái chuông thì mỗi khi mà kênh có video mới thì anh chị sẽ được thông báo và là người đầu tiên được xem. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.